Rồi chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ kiểm tra thử trong 36 ô cứng này thì nó có bao nhiêu hiệu và mỗi hiệu thì bao nhiêu ổ. Thì hôm bữa mình có chơi cái trò chơi là đoán thử cái này trong 36 ổ dây chai, đống dây chai này thì nó có bao nhiêu hiệu và mỗi hiệu thì nhiêu ổ á. Để tặng ổ cứng ngàn kia mà mình thấy ít người chơi quá thì hôm nay mình làm clip thì để công bố cái kết quả này ha. Thì thấy có hai bạn chơi thôi nhưng mà một bạn thì cái số ổ cứng ghi nó hơn 36 ổ, thì cái tấm này thì chỉ có 36 ổ thôi, với một bạn thì ghi đúng số lượng ổ nhưng mà thì nó sai ha. Thì mình bây giờ mình cũng chưa biết mỗi cái nó có bao nhiêu nữa, nhưng mà mình thấy đây là nó có cái hiệu Western nè, ở đây mình thấy là có hiệu Samsung nè, Seagate nè. Thì mình thấy có không có ai nói về hiệu Samsung với hiệu Western này hết. Thì để mình để cho bạn coi ha. Bây giờ mình sẽ để xuống đất. Bích 500G nè, bét 70%. Nhìn bỏ xuống đây ha. Đây, đây ổ Hitachi. Này không biết bao nhiêu G, 250. Rồi, hiệu mỗi hiệu này mình để riêng. Đây là Seagate 500G. Cái gì nguy hiểm di gút đây ba loại nè, đây ổ Samsung nè, Samsung 80G còn xài được, mình thấy bốn hiệu nè. Rồi thì giờ Seagate 80G Seagate, để bên Seagate. Hitachi. Hitachi thì để bên Hitachi. Đây Seagate. Đây là ổ Western. Western đây. Đây là ổ Samsung. Đây ổ Western 500G, có nhiều ổ Western đó mà không có bạn nào nói hết. Samsung có hai ổ nè, Seagate này, Seagate hai ổ Seagate. Đây ổ này là ổ Toshiba. Toshiba có hai ổ 500G là thấy năm hiệu rồi nè. Đây Seagate 1T. Hitachi. Toshiba. Đây còn hai hàng. Hitachi nè. Bét. Seagate. Seagate. 500G. Đây. Seagate nè. Toshiba. Rồi sắp hết rồi. Đây hai ổ Seagate. Seagate nhiều. Toshiba. Bét Hitachi.
Seagate 500 sắp hư. Toshiba 0%. WKD BET 20%. Đây Seagate 1T. Đây có hai ổ Seagate. Còn lại ba ổ. Bát ổ ổ E 500G Seagate. Seagate nhiều à. Cái gì đây? Seagate 500G. Rồi, ổ cuối cùng. Toshiba hết rồi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đếm thử coi có mấy ổ, mỗi ổ hiệu gì. Đây mình đi Westin nè, cái đầu tiên nè. Westin này là có 4 ổ ha. 4 ổ Westin. Rồi mình để riêng nó ra. Rồi cái này có 4 ổ. Bây giờ tới ổ Hitachi. Hitachi đây một ổ nè. Hitachi 2 ổ. Hitachi 3 ổ. Hitachi 4 ổ. Rồi, đây còn ổ Hitachi nữa là tổng cộng 5 ổ Hitachi. Seagate nhiều nè. Giờ bỏ xuống 1 ổ. 2 ổ. 3 ổ. 4 ổ. 5 ổ. 6 ổ. 7 ổ. 8 ổ. 9 ổ. 10 ổ. Rồi còn đây mấy ổ nè, đếm đếm 2 ổ nha. 2 ổ Seagate. Đây, 2 ổ nữa. 4 ổ Seagate. Đây 2 ổ nữa. 6 ổ Seagate. Đây còn 2 ổ nè. 8 ổ. Lỗ Seagate tổng cộng là 18 ổ. 18 ổ Seagate. 2 ổ Samsung nè. Ổ này là 80G. Ổ này cũng còn 80G. Đó thì cái này là 10 ổ. Để hồi mình cộng lại ha. Mình nhả 36 ổ đó. Đây Toshiba nè. Một ổ nha. Toshiba. Đây nó gỡ nè. Hai ổ. Một T Toshiba. Ba ổ. Không nhận. Hư. 500G. Bốn ổ Toshiba. 5 ổ. 6 ổ. Rồi 7 ổ. Cái này không có bo luôn. Ổ Toshiba 500G này không có bo luôn nha. Mình không để ý luôn. Này không có bo nè. Cái này đa số có bo mà có cái ổ này là không có bo ha. Thì ở đây có 7 ổ Toshiba nè. 2 ổ này là 9 ổ nè. 9 ổ với 18. 9 với 18 là 27. 27 đây là 2 ổ này.
là 29 nè, 30 nè, 31 nè, 32 nè, 33 nè, 34 nè, 35 nè. Rồi, tổng cộng là 36 ổ cứng. Có 5 hiệu. Mà không có ít người chơi trò này thì nữa mình nghiên cứu cái khác ha. Thì hôm nay mình làm clip chia sẻ vậy thôi. Bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.